Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Phùng Văn Bằng, phó giám đốc viện kế chỉ Hải Thượng Lãn Ông chi nhánh Đà Nẵng, phó khoa tim thận khớp bệnh viện y học cổ truyền quân đội sẽ thực hiện kế chỉ cho bệnh nhân Ngô Thị Nhiệm ở Vũng Tàu mắc hội chứng thắt lưng hông, hội chứng cổ vai. Thạc sĩ bác sĩ Phùng Văn Bằng cảnh báo hội chứng thắt lưng hông có ảnh hưởng rất lớn tới sinh hoạt của bệnh nhân và nếu không được chữa trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng khó lường. Các biến chứng của bệnh như thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm rất khó chữa dứt điểm. Vì vậy, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ngay bây giờ, thạc sĩ bác sĩ Phùng Văn Bằng sẽ chia sẻ cách phòng ngừa căn bệnh này. Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để cải thiện sự dẻo dai của các cơ thắt lưng. Tuy nhiên, các bài tập thể dục cần phải nhẹ nhàng, không gây áp lực lên vùng thắt lưng. Khi nâng, bê vật nặng cần chú ý thao tác đúng tư thế chuẩn, hạn chế ngồi nhiều và ngồi sai tư thế trong một thời gian dài. Người làm việc văn phòng hoặc công việc đặc thù nên đứng dậy, đi lại hoặc vận động nhẹ nhàng sau mỗi giờ làm việc. Tránh những tư thế khó, cường độ mạnh khi sinh hoạt vợ chồng. Hạn chế đi giày cao gót để giảm áp lực lên cột sống. Thắt lưng, xây dựng một chế độ ăn uống khoa học và đầy đủ chất dinh dưỡng. Bổ sung thêm thực phẩm giàu vitamin D, canxi để cải thiện sức khỏe của xương. Hạn chế sử dụng đồ uống có cồn hoặc các chất kích thích. Nên nằm giường cứng, tránh nằm võng hoặc ngồi ghế xích đu nếu đang mắc hội chứng thắt lưng hông. Khám sức khỏe định kỳ mỗi 6 tháng một lần. Hội chứng thắt lưng hông là một loại bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa hoặc phát hiện sớm, giúp tránh được những biến chứng khó lường. Khi có dấu hiệu đau tại vùng thắt lưng xuống hông, tê bì tay chân xuất hiện với tần suất lớn, bệnh nhân nên đi thăm khám ngay. Hiện nay, Viện Kế chỉ Hải Thượng Lãn Ông là đơn vị tiên phong thực hiện phương pháp kết hợp Đông Tây Y để chữa bệnh bằng cách cấy một đoạn chỉ cắt hút vào huyệt vị để nó kích thích chữa bệnh. Phương pháp này không cần phẫu thuật nên ít để lại di chứng và ít tốn kém chi phí cũng như thời gian điều trị. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.